Hello, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Quyền Hàng Bãi Tháo Máy Bắc Ninh. Hôm nay em lại lên video giới thiệu đến cho các bác ít hàng em săn được nhé các bác. Đó, em săn được trong 2 ngày. Cứ 2 ngày em lên video một lần. Nó cũng tùy theo từng điều kiện. Do hàng ít hay hàng nhiều thì có thể là hàng nhiều thì em sẽ mỗi ngày em lên một video. Và cũng có lúc bận có thể 2-3 ngày em lên video. Đó, thì bây giờ em sẽ đi nhanh giới thiệu lướt qua trước cho các bác những cái mặt hàng em có, rồi sau đó các bác xem này tua đi để đỡ mất thời gian của các bác. Đó, đầu tiên em sẽ giới thiệu một loạt phíp này. Đó, em giới thiệu chậm chậm một chút nhé cho các bác, mà sau tí em sẽ view cụ thể. Đó, phíp nó sẽ có kích thước như thế, nhôm này, đó là những cái tấm nhôm em có này, dây trượt này, dây trượt tủ hàng hiệu cũng có và hàng không hiệu cũng có nha các bác. Đó, và hôm nay em về được một ít khóa này, khóa inox nha các bác. Đó, hôm nay em về được một ít khóa này, một ít dây này, một ít tinh chỉnh này. Đó, bên này là một ít gối bi này, và chỗ này mấy cái đồ linh tinh em vẫn còn này. Đó, xa xa kia thì hôm nay em lại về được một ít những cái đồng hồ đo ampere đó, nhỏ nhỏ xinh xinh nhá, ke góc này lại về thêm này. Và chỗ này thì là những cái bi tỳ này, chỗ này là những cái tay nắm tủ âm tường này, nhựa này, đó, cao su non nha các bác, cái này em gọi là cao su non, nhiều màu này. Còn chỗ này thì là, hôm nay em về được một tí cái chỗ này, cái PU đó, cái nhựa PU thanh, một ít những cái bàn dập này, em gọi là bàn dập nhá, nó có loại thì bằng nhôm phun này, có loại thì bằng nửa nhôm nửa thép này. Đó, một ít trục inox của gối bi này, một ít thanh đồng này các bác, đó, rất nhiều thanh đồng. Và cái motor này hôm nay em về được số lượng nhiều hơn nhé các bác. Đó, những cái trục này, quay sang chỗ này là một đống inox, lô inox nhé. Chỗ này thì là con lùa không nhôm này, ốc lục giác hai loại to và bé em sẽ phân trước cho các bác rồi, để về tiện cho các bác dễ sử dụng này. Hàng to và hàng nhỏ này, xa xa chỗ kia là chân nhôm, chân máy em vẫn còn rất là nhiều. Thì không biết hôm nay em có view đến không, nó tùy theo thời lượng em quay nhé. Nếu mà nó dài quá khả năng em sẽ lướt qua. Thì các bác mua thì cứ chụp hình lại, sau đó thì em sẽ đo kích thước và em báo giá cho. Đó, các bác cứ nhắm ngắm nghía mà cảm giác nó vào việc thì cứ không ngại, cứ alo em nhé. Đó, sau đó thì em sẽ, nếu mà em không view đến, tại vì cái cô số hàng nó nhiều, cái thời gian nó nhiều quá, em nói nó hơi mỏi, cũng có thể là em không view đến. Đó, đây là tay quay này, tay quay thì em có rất là nhiều, một bộ trục Z này, có hai bộ bán được một bộ rồi này, còn một bộ nữa này, một cái tủ điện còn sót lại này, đó, còn sót lại có một cái thôi, một cái bình áp này, đó, và hôm nay em về được hai cái bình tích áp này. Cái con này thì 26 lít, người ta ghi ở đây là 26 lít này, cái con này thì nó ghi ở đây thì là 51 lít này các bác. Đó, con này em xem thì hình như là nó là cái loại đựng ga thì phải. R22 này thì ký hiệu của ga nha các bác. Đó, nhiệt độ nó chịu được đến tận 65 độ C này. Áp của nó lên đến 2,7 MPa nhé. Một cái áp rất là lớn. 2,7 MPa thì nó tương đương với 27 kg nha các bác. Đó, 27 kg trên 1 cm. Nó rất là kinh khủng. Đó, nó rất là dày và cái bình này nó nặng đến 50 kg nhé các bác. Đó, nó dài như này. Dài 105, đường kính nó 28, cái chiều cao thì em chưa đo chân. Đó, ở tình trạng thì bình đã qua sử dụng. Cũ nha các bác. Đó. Một con bơm từ này, điện 100 và một cái trà nhắm băng. Và cuối cùng em giới thiệu đến cho các bác, nên em về được hai cái tấm nhôm này, nó rất là độc. Đó, cái tấm nhôm các bác nhìn xa nó là hình bát giác như thế này nhé. Em có hai tấm, một tấm em úp vào, một tấm em ngửa ra để cho các bác xem. Tại vì cái tấm nhôm này nó nặng đến gần 70 cân cơ. Nặng gần 70 cân, nó rất là nặng nên em dựa ở đây. Và em sẽ quay một mặt trước và mặt sau, và bây giờ em sẽ view luôn cái tấm này luôn nhé. Đó, cái tấm này đây em sẽ cho các bác xem qua trước về mặt hình thức, sau đó em sẽ view về về kích thước nhé. Hình thức của nó thì đây,
Đó các bác nhìn đi. Nó sẽ hình hình bát giác sáu cạnh như này nha các bác. Em ơi lấy cho anh cái thước ở đây. Sáu cạnh nhá. Đó, các bác nhìn xa một chút, nó sẽ là tám cạnh, hình bát giác tám cạnh. Đó. Đây có thể là mặt dưới, có thể là mặt trên, thì em không biết là mặt nào là mặt trên hay mặt dưới, nhưng mà khi các bác về dùng thì chắc các bác sẽ dùng mặt này là mặt trên này. Đó, rất là đẹp. Đẹp dã man luôn. Đó. Nó lại có cái màu ghi nha các bác. Đấy, màu ghi xám. Nó ăn nốt màu ghi khám, bản chất nhôm của nó là nhôm màu trắng nhé. Các bác nhìn kỹ những cái chỗ xuất xước này, xước xước này ra là nó là nhôm nhôm trắng nhé. Đó, bản chất nó là nhôm trắng. Đó, cho các bác xem kỹ một chút này. Bây giờ em sẽ view cụ thể nhé. Một mặt nó sẽ khuyết như thế này nhé các bác. Đó. Nó nguyên bản của nó khả năng mặt này mới là mặt dưới này. Đó, mặt này mới là mặt dưới, còn mặt trên của nó đây. Nhưng mà em nghĩ khi các bác về dùng, các bác sẽ dùng mặt này mới là mặt dưới, mặt kia mới là mặt trên. Đó, nó rất là đẹp nhé các bác. Đó, bây giờ em sẽ view kích thước này. Kích thước cái tấm này của nó là bề ngang nhé. Bề ngang là 101, bề ngang 101 là em đo vuông góc thẳng tâm lỗ kiểu này nhé các bác. Đó, chứ không phải là đo cái cạnh chéo này đâu nhé. Đo cạnh chéo này nó còn lớn hơn nữa. Bây giờ em sẽ ví dụ em đo cho các bác xem nhé. Bề ngang 101,5 này là cái chiều này nhé các bác. Đó, chiều tâm lỗ chứ. Đo giữa vuông góc như này. Đó, là 101,5, 101,7 nhưng mà em cứ ghi 1,5 nhé. Còn đo chéo lỗ nhé. Đo chéo ở ở cái cạnh lớn nhất này thì chắc nó lên lớn hơn này. Đo chéo như thế này thì nó lên đến 110 luôn nhé các bác. Đó, nó lên đến 110, đo chéo như này đúng, cũng vẫn là đúng tâm. Nhưng mà đo chéo cái góc này nó lên đến 110. Rất là lớn. Nó hình tám cạnh. Tương ứng với mỗi cạnh thì nó có một cái rãnh như thế này. Đó, mỗi cạnh nó có một cái rãnh như này, và cái rãnh này thì em có ghi sẵn về cái kích thước cái rãnh này rồi. Cái rãnh này dài 15 cm, rộng 3 cm, cái lỗ này 3 cm. Và cái lỗ này đường kính là 15 cm nhé các bác. 15 cm cái lỗ này. Đó, em cho các bác xem tổng thể một chút này. Bây giờ em sẽ lấy thước em chỉ nhá. Thì các bác nó dễ dễ nhìn hơn này. Cái lỗ này này là đường kính 15 cm. Cái lỗ này thì là một chiều là 15, một chiều là 3. Cái lỗ này là 3 cm. Đó, lỗ này 3 cm nha các bác. Còn những cái lỗ này nó li ti. Cái lỗ này chắc nó khoảng độ 1,5 cm này. Nhưng mà mặt trên thì nó không có nhé. Mặt trên thì đây lỗ nó nhỏ xíu nữa. Đó. Cái lỗ này thì nó không lên đến được đến mặt trên nhé. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Mặt trên nó không có gì. Mặt trên thì nó chỉ là vài cái lỗ như này thôi. Đó, còn cái lỗ này nó thủng lên hẳn lên trên này, chính nó đây. Và cái cạnh, mỗi một cái cạnh bát giác này của nó này, mỗi một cái cạnh bát giác của nó là dài là 42 cm nha các bác. Đó, 42 cm, nó dày đến 3 cm nha các bác. Nó rất là dày. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Em ghi sẵn rồi và em đo đây. Dày 3 cm này. Đó, rất là dày. Và cái tấm này nó nặng gần 70 cân nhé. 6 mấy cân, 6, 7, 6, 8 cân gì đó. Tấm này nó rất là nặng nhé. Bác nào vào việc alo em. Alo số điện thoại trên này nhé. Đó, đó là cái hai cái tấm nhôm. Và vào trong này bắt đầu em sẽ view fit cho các bác nhé. Đó, và bây giờ tiếp tục em sẽ view fit này. Đầu tiên sẽ em lên view fit, thì trước khi để em chuẩn bị đồ thì em mong các bác bỏ ra 3 giây cho em xin một like và một đăng ký kênh nhé các bác. Đối với bác nào chưa đăng ký kênh, mới xem lần đầu xem kênh của em, và bác nào đăng ký kênh rồi thì cho em xin một like nhé, để em có cái động lực em đi săn hàng, làm video chào bán lên cho các bác. Đó, các bác đợi em một chút để em lấy đồ. Đầu tiên thì em có hai cái tấm Meca này này, một tấm vỡ một tấm lành này. Bác nào mua thì đó, mà cái tấm này nó vừa bị chảy ở cái chỗ này mà vừa nứt nứt cái chỗ này này. Đó. Em chả đo kích thước, đây em đo qua cho các bác nhé. Loại này là loại Meca đắt tiền nhé. Meca dẻo. Kích thước của nó là 6 52 nhân với 45 này.
Cái tấm này là 52 x 45, bề mặt là có xước sát này, và đặc biệt xước rất nhiều chỗ này. Đó, cày thành vết rồi. Đó. Và một cái tấm này thì rất là đẹp. Đó, tấm này rất là đẹp, cũng có bị xước ở đây rồi. Đó. Quan điểm của em là bán một tấm tặng một tấm nhá. Bán một tấm tặng một tấm. Cái tấm này thì kích thước của nó là 93,5, rộng 24 nha các bác, rộng 24, hơn 24 một chút, 24,5, và chắc nó dày khoảng độ 5 ly, nó dày 5 ly nhớ các bác. Em bán với giá là em bán một tấm này thôi nhá, 100k, còn tấm này em tặng đó, gọi là 100k hai tấm nhá. Bác nào vào việc alo em cái tấm này, cái tấm tặng nó có 4 cái lỗ nhá, và bị vỡ một tí chỗ này thôi, và tình trạng xước sát. Đó. Tiếp theo là bây giờ em giới thiệu phíp cho các bác này. Đó, để em chuyển máy quay một chút nhé. Đó, tấm đầu tiên em muốn giới thiệu đến cho các bác là cái tấm này. Em có 3 tấm nhá. Đó. Đó, kích thước là 29 x 21, dày 9 ly này, giá 70k. Tình trạng là đằng sau nó có hai cái này. Hai cái này thì em cũng chưa kiểm tra là người ta gắn keo, nhưng mà chắc là gắn keo thôi các bác. Các bác về không thích các bác cậy đi nhé. Đó, em cứ để nguyên đây cho các bác. Nó có hai cái thanh này người ta gắn keo vào đây rồi. Đó, về các bác không thích các bác cậy đi. Nó giá 70k, cái này em có 3 tấm. Tấm thứ hai em giới thiệu cũng 70k. 47 x 20 x 0,85. Đó. Rất là đẹp. Kíp đỏ nha các bác. Đó. Em cho máy quay nó cao cao lên một chút để cho các bác nhìn nó hết khuôn hình nhé. Đó. Tấm thứ ba này. 60k. Kích thước là 55 x 25. Có cái tấm này cân nhầm à? À đúng rồi, cái tấm này không phải nhầm nhé. Cái tấm này em bây giờ em mới nhớ. Kích thước là 55 x 25 x 0,8 này. Em bán 60k lý do là nguyên bản cái tấm này nhé, nó là cái loại phíp hai lớp này, người ta dán vào. Thì qua quá trình sử dụng thì một mặt, một cái góc này nó bị bong mất một tí này rồi này. Đó. Về nếu mà các bác tiết kiệm, các bác có thể tách đôi ra làm hai tấm mỏng. Đó, rất là đẹp. Còn không có thì cứ để cả như thế này, bắt ốc vào nó khác liền nha các bác. 60k cho tấm này, rất là rẻ. Phíp đen này các bác. Đó. Cái này em có 2 tấm hay 3 tấm á. Các bác cứ gọi điện nhá. Nếu mà mua số lượng nhiều hơn thì cứ gọi điện. 62,5 x 29 x 0,65 này 100k. Đó, cái này hình như em có 2 tấm, cái tấm này xấu hơn này, cái tấm kia đẹp hơn nhá. Đó. Nó có 6 cái lỗ này. 1 2 3 cạnh dưới này nó cũng có 6 3 lỗ như thế nhá các bác. Tấm này 80k này. Cái tấm này hình như em có. Tấm này có 1 tấm hả nhỉ? Đó, 80k này, kích thước là 44 x 30,5 này. Đó, nó sẽ có 2 lỗ này, 4 lỗ này, 6 lỗ này. Và cái chỗ này nguyên bản nó là, cái nguyên bản cái này nó là, chỗ này là bắt bản lề này. Chỗ này là bắt tay nắm này. Và chỗ này là bắt hai cái nam châm từ hít này. Đó, nguyên bản nó là cái cánh cửa nha các bác. Đó, đây là bắt tay nắm này, chỗ này bắt bản lề này. Cái loại này 100k một tấm này. Kích thước là 60 x 30 này. Đó. Nhân 0,65 nhá các bác, là tình trạng là nó bị khuyết như thế này nhá các bác. Khuyết như này này. Đó. Nhưng mà em đo là em đo đến chỗ này thôi nhá. Có nghĩa là 30 từ đây đến đây này. Đó, thế còn chỗ này là chỗ này này, chỗ này là nó rộng hơn nhá các bác. Em chỉ đo từ đây đến đây thôi. Là 30. Thế còn chỗ này chắc nó lên 32 33 này, lên chỗ này chắc nó lên 34. Này. Đó. Cái này em có 2 tấm thì phải. Đó, giá 100k một tấm này. Tiếp theo này các bác, tấm này. Đấy, cái chỗ này nó có ni lông nó dán vào, đâm ra là khi bóc ra nha các bác, khi các bác bóc ra là cái màu lúc nào nó cũng tươi tươi hơn nhá. Cái chỗ này là nó bị
bị xuống màu theo thời gian này. Cái chỗ này màu bao giờ nó cũng tươi hơn này, được dán băng dính này, màu nó tươi hơn. Giá 90k cho tấm này. Đó. 90k cho tấm này. Tấm này giá 150k, kích thước em để đây. Tình trạng là xước khá nhiều. 50 x 36,5 x 1. Đó. Mà tấm này bề mặt nó dính rất là nhiều những cái em chưa cậy được nhé các bác. Em bác nào mà mua cái tấm này về cậy này, em bớt cho các bác 50.000 còn 100k nhé các bác. Một là bề mặt này nó chảy xước, hai cái bề mặt này thì nó vẫn còn đẹp nhưng mà nó bị dính những cái này em không có thời gian vệ sinh nhé các bác. Nó về các bác vệ sinh đi cái, lấy con dao tem mỏng mỏng các bác lạng nó đi, sau đó là bôi bôi xăng thơm vào nó sạch nhé. Đó. Tấm này giá 130k này, kích thước em để đây. Đó, tình trạng là nó có một cái lỗ này, lỗ to này và một lỗ to này nữa. Đó, nó có hai cái lỗ này và bốn cái lỗ ở đây, chỗ này hai cái này, trên này một cái, dưới này một cái, chỗ này thế, trên này một cái, dưới này một cái. Đó, giá tấm này là 130k. Đó, bề mặt hai mặt của nó đẹp như nhau nhé các bác, rất là đẹp, kíp đỏ. Và cái tấm này, tấm này 180k này. Đó, tấm này fit thì mà chất lượng fit cái loại này thì rất là ghê. Đó. 180k, kích thước là 70 x 35 x 0,8. Cái tấm này đặc điểm của nó là nó bị khuyết ba góc nha, một góc này, hai góc này, ba góc đó. Nhưng mà ưu điểm của nó là gần như không có cái lỗ này. Đó, 180k. Kích thước là em đo bao ngoài nhá. Em đo luôn cả cái góc khuyết này. Có nghĩa em đo một cạnh này em đo bao ngoài này, cạnh này em đo bao ngoài này. Đó, góc dưới này cũng khuyết khuyết thế nhá các bác. Tấm tiếp theo này. 200k cho tấm này. Kích thước là 82 x 26, dày 1,25. Tấm này rất là dày nhá các bác. Dày 1,25. Giá là em để là 200k. Tình trạng là chỗ này có 4 lỗ này, 1 2 3 4. Và chỗ này có 3 lỗ, thực ra là có 4 nhá, nhưng mà cái lỗ này người ta bít lại bằng cái gì thì em cũng chưa biết. Đó, hay là cái con ốc nó vẫn mắc ở đây thì em không biết này. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Nó có 4 lỗ. Đó. 200k cho tấm này nha các bác. 200k cho tấm này. Hai mặt đẹp như nhau. Đó. Và cái tấm cuối cùng là cái tấm lớn nhất, 240k này. Kích thước em để đây 127 x 36 x 0,65 này. Đó, tình trạng là có một cái lỗ này, một cái lỗ này, lỗ này thì người ta lại khoét một cái lỗ vuông, một cái lỗ tròn chồng với nhau. Đó, một lỗ vuông, một lỗ tròn chồng với nhau kiểu này rất là hay. Đầu này cũng thế, cũng một lỗ tròn này và một lỗ tròn, một lỗ vuông chồng với nhau như thế này. Đó. Và ngoài ra còn 1 2 3 4 cái lỗ nữa. Nó ở giữa này thì có một vài cái lỗ này, 1 2 3 4 5 6 7 cái lỗ nhỏ nhỏ. Đó, những cái lỗ nhỏ nhỏ nhé, em sẽ quay kỹ một chút cho các bác xem. Tình trạng thì nó cũng fit, đã qua sử dụng thì nó kiểu gì nó cũng xước sát nhé. Đó, nhưng mà cái hàng này là nó hàng theo máy từ Tây về nhé các bác, chất lượng nó vẫn còn rất là tốt. Đó. Đó là xong về fit nha các bác. 240k này, em nhắc lại là 240k cho cái tấm này. Đó, hai đầu đều lỗ như này. Đó, đó là xong fit nha các bác. Đó là cái tấm fit cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác rồi. Bây giờ em quay sang bên đây em giới thiệu nhôm nhé các bác. Đó. Nhôm thì hôm nay em về được kha khá. Đầu tiên em lại giới thiệu cái nhôm này này. 70k một tấm này. 42 x 34 x 0,16 này. Đó, em còn rất là nhiều. À còn không nhiều lắm, chắc được 2-3 chục tấm nữa thôi. Đó, tình trạng khi các bác nhận được hàng là nó mới đét như thế này nhá. Đó, cái tấm này thì em cũng bóc vài lần rồi, trông nó chưa được nuột lắm. Đó, khi các bác bóc ra nó nuột như thế này nhá các bác. Cái chỗ này này, cái chỗ này nó bẩn này. Đó,
Thế còn khi mới bóc ra là đẹp như chỗ này nhé, rất là đẹp, giá là 70k một tấm này. Đó, em còn vài chục tấm nữa nha các bác. Cái này còn một tấm này, cái này em còn một tấm nhá, một tấm duy nhất này, nó giá 200k, nó còn một tấm duy nhất, tấm này tấm rất lớn này, giá 900k này, kích thước là 383 nhân 40 nhân 1 này, nó một cái tình trạng một tấm nhôm đen rất là đẹp này, đó rất là đẹp nha các bác, đó bác nhìn thấy chưa, rất là ít lỗ đó, 910k. Tấm tiếp theo này em giới thiệu đến cho các bác là tấm này, đó 240k đó. Tấm tiếp theo là tấm này đó, 460k đó, hai mặt rất là đẹp. Và tấm tiếp theo này cũng gần hết nhôm rồi. Đó, tấm tiếp theo là cái tấm này. Đó, 60 x 49 x 1,2 cm, giá 820k. Tình trạng đây. Đó. Em không đo cái chỗ này nha các bác. Không đo cái chỗ này. Đó, 820k, kích thước em để đây. Hai mặt đẹp như nhau. Tấm nhôm này thì rất là đẹp. Đó, có nhìn thấy chưa? Rất là đẹp. Tấm tiếp theo này. Đó, tấm tiếp theo là cái tấm này, tấm trắng này. Dài 110, rộng 22,5 cm, dày 1,2 cm, giá 800k. Đó. Tình trạng là một vài hàng lỗ. Hai hàng lỗ ở ria và hai hàng lỗ ở giữa. Đó. Hai mặt đẹp như nhau nha các bác. Đó, mặt này thì nó chảy trước hơn một chút. Nguyên bản của nó là nó đặt cái combo lên đây này các bác. Giá 800k cho tấm này. Tiếp theo này còn hai tấm nữa nhỉ các bác. Tấm này giá 260k này, nhôm đen. Đó. Nhôm đen nha các bác. Tấm này nhược điểm của nó là hai cái cạnh chỗ này. Một nửa này người ta khấn xuống như này nha các bác. Bên này cũng thế. Nhưng mà khấn đến đây thôi, đến một nửa này thôi. Giá 260k tấm này. Và cái tấm nhôm cuối cùng em mới giới thiệu đến cho các bác là cái tấm này. Đó, 1.050.000. Kích thước là 54 x 48 x 1,5 này. Đó. Tình trạng đây. Đó. Mặt dưới của nó cũng thế nhá. Mặt dưới này thì còn đẹp hơn này các bác. Đó, mặt dưới rất là đẹp. Đó là cái tấm nhôm 1.050.000. Quay sang bên này, em còn vài cái tấm nhôm lặt vặt này nữa này. Đó. Cái này em có hai thanh nhá các bác. Hai thanh đây. Đó, bác nào mua cái này về làm thước thì đỉnh luôn nhá. Dài 111, dài 119 cm này, rộng 1,4 cm này, dày 1 cm. Giá 120k cho hai thanh. Nó em có độc mỗi hai thanh thôi nhé các bác. Đó, tình trạng mép còn tương đối đẹp. Em không nói là xuất sắc nhưng mà tương đối đẹp. Đó. Nó có tận 4 mép nhé. Các bác tha hồ sử dụng, không lo gì chảy. Đó, 120k hai thanh. Phải tiếp theo em còn cái này, em còn hai thanh này. Còn đúng hai thanh nha các bác. Giống nhau y hệt. Kích thước là 56,7 x 4,6 x 1 này, giá 90k một thanh. Em còn hai thanh. Đó. Tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác cái dây trượt. Dây trượt tủ thì hôm nay em sẽ giới thiệu hai loại nhé các bác. Ba loại tất cả. Đầu tiên là em giới thiệu cái loại này. Đó. 160k một cặp này. Một cặp sẽ bao gồm hai thanh như này nhé các bác. Và em còn đâu sao lại lẻ em còn có hai cặp thôi nha các bác.
Hàng này là hàng hãng này. Hàng của THK nha các bác. Đó, các bác nhìn kỹ một chút này. THK Việt Nam, đó. THK Made in Việt Nam. Đó, hàng này là hàng hãng nhé. 160k một cặp, hai thanh như này. Đây, tay em cầm là hai thanh như này là một cặp này, là 160k nhé. Rất là nặng. Hàng này thì đậm chất khỏi khỏi nói nhé. Chất lượng khỏi bàn. Đó, rất là xịn. Bây giờ em sẽ đo kích thước cho các bác. Nó dài 45 cm này. Bề ngang của nó này, bề ngang của nó là 2,5 đến 2,6 nhá. Đo thước thì nó không được chuẩn lắm. Đó, bề độ dày của nó là 2 cm này. Hành trình của nó nhá. Hành trình của nó sẽ được 47 cm. Đó, hành trình sẽ được 47 cm. Giá em bán 160k một cặp. Đó, kích thước em đo rồi nhá các bác. Em có hai cặp thôi. À, loại thứ hai này em giới thiệu đến cái loại này là 100k một cặp này. Đó. Đó. Nó dài 61 cm nha các bác. Bề ngang của nó này. Bề ngang của nó là 3,5 cm, độ dày chắc nó khoảng độ 1 cm. Độ dày nó khoảng độ 1 cm nhé. Đó, độ dày này 9,7. Đó, bây giờ em sẽ đo hành trình của nó này. Cái này thì dây này là dây 2 tầng thôi nha các bác, hành trình là 43 cm. Nó loại này là dây 2 tầng nha các bác. Cái này thì em có nhiều hơn này, chắc được độ dăm 7 cặp, chục cặp, 100k một cặp thôi. Dài hơn, to hơn, nhưng mà lại rẻ hơn nhé. Bởi vì cái hàng này thì hàng nó đi theo máy công nghiệp, không thấy có tên tuổi gì cả. Chỉ thấy có cái chữ này 1126V. Đó, có cái thì nó lại có chữ khác nhé. Cái nào nó cũng có chữ nhưng mà nó lại có chữ khác. Ví dụ như con này thì nên, nó vẫn là 1126V này. Em chả hiểu người ta đánh dấu một loạt như thế. 1126V, 100k một cặp. Và em giới thiệu đến các bác cái loại này, 270k một cặp nhé. Đó, hôm nay em về được hai cặp hàng cực đỉnh luôn. Đó, loại này siêu chịu tải, siêu khổng lồ. Nó là của THK Việt Nam này. Đó, THK Made in Việt Nam nhé. Đó, các bác nhìn kỹ nhé. THK Made in Việt Nam. Đó, dây 3 tầng luôn nha các bác. Đó, các bác. Dây 3 tầng nhưng mà các bác nhìn cái độ xịn của nó này. Cái bi của nó dài từ đây đến đây luôn nha các bác. Đó, các bác nhìn thấy bi chưa? Bi dài từ đây đến đây luôn. Cái còn cái thanh bên trong này, cái thanh bên trong của nó là bi cũng dài từ đây đến đây luôn. Nó dài gần kín luôn cái thanh trong này luôn nhá các bác. Rất là ghê. Đó. Các bác nhìn thấy chưa? Cái bi nó chiếm một nửa này. Từ đây đến đây. Đó. Cái thanh trong này cũng thế này. Cái thanh trong này của nó bi cũng luốt luôn từ đầu này cho đến tận chỗ này luôn. Đó, nó cũng chiếm một nửa cái thanh này luôn. Đó, thì các bác độ ổn định của nó như thế nào, độ bền của nó thì như thế nào nhá. Hàng này thì khỏi bàn nhá các bác. Rất là kinh khủng. Đó, bây giờ em sẽ đo kích thước cho các bác. Nó dài tổng cộng là 71 cm này. Đó, hàng siêu chịu tải này. Bề ngang của nó là 5 cm này. Và độ dày của nó này. Độ dày của nó là 12,7 mm này. 12,8 nhá, độ dày. Đó, em phải kẹp độ dày cho các bác về các bác dễ tính toán. Và bây giờ em sẽ đo hành trình cho các bác này. Đó, em sẽ đo hành trình nhá. Nó dài 71 rồi, thì bây giờ hành trình chắc là nó, hành trình của nó là được 68 cm này. Đó, dài, hành trình là được 68 cm nha các bác. Đó, kịch rồi là 68 cm nhé. Lý do của cái cặp này là nó hành trình nó ngắn, dây 3 tầng hành trình nó ngắn hơn, bởi vì cái khoảng bi này nó gối nhau này, nó rất là dày này. Đó, cái khoảng bi nó gối nhau nhé. Bi nó không thể trượt ra ngoài được nữa, bắt buộc nó phải giữ lại. Đâm ra độ độ xịn của nó thì các bác khỏi bàn. Đó, rất là xịn. Giá em bán là 270k một cặp hai thanh như này nhé các bác. Một cặp hai thanh như này, tay em cầm. Và em chỉ có hai cặp thôi nhá. Em chỉ có hai cặp, hôm nay về được đúng hai cặp. Đó.
Cái này thì cứ đi nó gặp được thì là mua thôi, chứ còn các bác còn muốn đặt hàng thì nó cũng rất là khó nhé. Tại vì đi thì cũng may lô máy nó về, nó có được một vài cái ngăn kéo ở trong máy công nghiệp ấy, người ta tháo ra nó có thì bọn em mua được thôi, chứ còn bảo đi tìm thì cũng không biết ở đâu mà tìm. Tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác cái khóa này. Đó, hôm nay em về được một lô khóa này, không biết là được 20 cái không. Đây nó chỉ có ở trong rổ này thôi nha các bác. Đó. Nó chỉ ở trong cái rổ này thôi. Khóa inox này 304 này, 1/2 này. Đó. Mã của nó đây là 1000 uất này. Em chả biết thì 1000 WOG, không biết ghi cái thông số này là gì. Đó, cái con này thì nó có một con này nó bị rơi mất cái tay tay nhựa này. Rơi mất cái bọc nhựa này nhá các bác. Đó. Bác nào có lấy phải thì thông cảm cho em nhé, bác về bọc lại cái, tại vì nó rơi mất rồi. Đây nó có cái tay nhựa như này này. Đó, hàng thì rất là chất lượng. Em sẽ lấy một con để em đo kích thước cho các bác nhé. Đó, bi của nó vẫn còn sáng choang này các bác này. Đó. Em đo này. Cái tay này nó dài là 11 cm này. Cái khóa thân khóa này nó dài 8 cm này. Bây giờ cơ bản là kẹp thôi. Cốt này là cốt rất là phổ thông nha các bác, rất dễ dùng, là cốt 21 nha các bác. Đó. Gen này là gen 21. Đó, nguyên bản cái khóa này nó chỉ có ngắn mẩu như này thôi, các bác mua là được luôn một con kép này. Là một con nối kép. Đó. Cái này của nó là gen 21 luôn nhá, một đầu gen trong 21, một đầu gen ngoài 21, rất là tiện cho các bác sử dụng. Đó, một đầu gen trong 21, một đầu gen ngoài 21 nha các bác. Đó, xoáy vào nó vừa luôn này các bác này. Đó, các bác nhìn thấy chưa, em xoáy vào cái nó vừa này. Đó, 100k một con nha các bác, 100k một con, kích thước em đo rồi. Gen này em nhắc lại này, gen này 21, gen này cũng 21 nhá. Đó, các bác xem mình mua thì cố gắng nghe kỹ em nói trước, sau đó cứ hỏi gen bao nhiêu. Cái lúc em đang chốt hàng ấy, nó các bác cố gắng xem kỹ một chút, xem kỹ mình nó có cái lợi ích của các bác là các bác dùng vào nó đúng việc. Đó, nó chỉ có cái lợi thuận lợi cho các bác thôi, là các bác xem kỹ thì dùng việc và nó đúng việc. Cái con khóa thứ hai em mới giới thiệu đến cho các bác là cái con khóa này. Đó, nó cùng hãng luôn nha các bác, cùng hãng với cái hãng kia, cũng là khóa inox 304 này. Đó, người ta ghi đây này, 1/2 304, cũng là út 1000 này. À, 1000 WOG. Đó, giá 50k một con, cũng là gen 21 luôn nhé các bác, em xoáy vào luôn này. Đây, cái con này vừa em đo gen 21 này, bây giờ xoáy vào luôn. Đó, vừa luôn nhé các bác. Đó, vừa luôn này. Gen 21, hai đầu gen 21 luôn. Nó là gen phổ thông, rất là tiện cho các bác dùng. Đó, chưa biết, sau tí nữa em test. Nó đang quay có bác hỏi cái tấm đen đen, em chưa biết cái tấm đấy nó là vật liệu gì, sau em sẽ đốt cho các bác nhé. Đó, nhắc lại cho các bác này, 50k một con này nha các bác, gen 21. Đây, em cho các bác xem đây, bi của nó còn rất là xịn nhá. Khóa này thì em không biết đến từ nước nào, người ta không ghi đến từ nước nào cả. Đó, cái loại này thì lưu lượng nước nó sẽ ít hơn đằng này nhá. Đó, cái này lỗ nó to hơn rất là nhiều, nên lưu lượng nước nó nhiều hơn. Đó, các bác cần mà tiết kiệm nước thì lắp cái khóa này cho em, nó vừa rẻ tiền này, vừa tiết kiệm tiền vừa tiết kiệm nước. Hoặc là các bác cần một cái áp lực căng, đó, các bác lắp con này là căng lắm, bởi vì đến đây nó bóp lại thì bao giờ nó cũng căng hơn nha các bác. Cả cái vòi chạy ấy, khi nó chạy đến cái chỗ bé nhất thì nó sẽ dồn nhau ra, thì chỗ này nó sẽ là cái chỗ nó đạp ra rất là căng. Đó, giá em bán có 50k thôi nhá, hai cái này cùng hãng, nhắc lại các bác là cùng một hãng nhé, em tháo trên cùng một thiết bị máy ra. 50k cho cái khóa này. Đó, kích thước thì gen thì nó gen 21 rồi. Kích thước cái khóa này thì nó rất là nhỏ gọn nha các bác. Đó, nó dài có 5,3 cm thôi. Và em kẹp cho các bác cái này để cho các bác tiện là dùng cà lê mỏ lết này. Cái này là cái loại mỏ lết size 20 là bắt đầu kẹp được rồi nhá. À, size 25 nhá. Đó, size 25 giờ lên này. Cái này của nó là 25 24 này các bác. Đó, các bác dùng cái con cà lê 24 là chuẩn chuẩn bài luôn nhá. Đó, dùng cái con cờ lê 24 là xoáy này, rất là dễ xoáy này. Đó, tiếp theo giới thiệu đến cho các bác cái này. Rồi, chỗ cái đống này thì em về
được một ít này, những cái con tinh chỉnh này, giá có 150k thôi nhá các bác. Đó, hành trình của nó đây. Đó, hành trình của nó này. Sang bên này được 2 phân, sang bên này được 2 phân nữa là 4 phân nhá, hành trình 4 phân. Chiều này cũng thế, con này là chỉnh 2 chiều XY nhá. Cái con này nó không phải chỉ chỉnh bằng trượt nhá, mà nó chỉnh bằng vít me này các bác này. Đó, nó chỉnh bằng một con vít me này, một vít me gen mịn này. Độ chính xác là tương đối cao nhá các bác. Đó. Đó, các bác cứ căn vào đây các bác xoáy cho em này. Đó. Ở đây cái nó chỉnh bên này cơ. Đó. Đó, các bác nhìn em xoáy là nó chạy chạy rồi nha các bác. Sang bên này được 2 cm, sang bên kia được 2 cm là 4. Đó. Đó, như thế này là nó chạy được 1 cm rồi này. Đó, không đến 1 cm này. Đó. Sau đó các bác hãm lại nhé. Cứng ngắc luôn. Sau con này size 6 cm nhé. Giá em bán là 150k một con thôi. Giá rất là mềm. 150k một con thôi. Em bây giờ em đo chiều cao này. Chiều cao con này nó cao 3,4 cm nhé. Con này thì size 6 phân rồi. Đó, size 6 phân nhé các bác. Đó. Giá 150k một con thôi. Em có đâu được 5 con. Cái size 4 cm này một chiều này. Em bán 100k một con. Con này size 4 cm này. Con này thì nó chỉnh bằng ban me nha các bác. Đó, nó không có thước ở kia thì lại có thước ở đây. Đó, rất tiện cho các bác dùng. Nó giá 100k, bác nào bốc cả cái chỗ này thì báo em giảm giá nhé. Tại vì chỗ này em còn đâu có 6 con, 6 con size 7 phân này. À, size 6 con size 4 phân. Và một con này size 6 phân này, chỉnh bằng ban me này, cũng 2 tầng XY này, đầy đủ giá 200k con này. Đó. Và cái con này 120k, con này size 5 phân nhá, size lữ cỡ 5 cm, đầy đủ phụ kiện không thiếu cái gì cả. Nó hoạt động thì vẫn còn trơn tru, em ấn này là các bác biết nó hoạt động trơn tru nhá. 120k, những con này cũng thế này, hoạt động trơn tru nhá các bác. Đó, em như nhả cái này ra. Đó, mặt dưới này. Đó, hoạt động trơn tru. Cái này là nó rất trượt bằng trượt, sau đó lò xo nó kéo lại nhá các bác, nó không giống cái này. Đấy, cái này thì nó chạy bằng vít me, chạy đến đâu là chết đến đấy, không xê dịch được. Sau đó các bác xiết cái này lại. Tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác một ít dây này. Đó, cái dây mới này này, dây mới cứng nha các bác. Em ghi cho anh cái giá vào đây, ghi cho anh kích thước, ghi cho anh cái kích thước để dán lên đây. Đó, em đo cho các bác nhá. Dây này là dây dài 15 cm này. Đó, dây 15 cm, bản này để em đo kích thước bản nhá. Bản dây này là bản 15 luôn này các bác, bản 15, dây 15, dài 15, bản 15 nhá. Đó, giá em bán là 100k một cặp thôi nhá các bác. Đó, con bọ này của nó bề ngang thì là 32 này, bề dọc của nó là 40 nhá. Nó giá 100k một cặp. Cái này nó là dây mới 100% nhá các bác, dây mới chưa qua sử dụng, đâm ra giá nó cao hơn một chút. Đó, 100k sẽ được một cặp hai thanh như này nha các bác. Đó, đó, dây này là bên ngoài dây chưa sử dụng nhưng mà không biết đến từ nước nào, quên em không cho các bác xem. Mà thôi, chắc là đến từ Đài Loan gì đấy, chẳng hạn thế. Nó chả có cái chữ gì cả các bạn, không có một chữ gì. Đó, không có một chữ gì luôn nhé các bác. Đó, giá 100k một cặp hai thanh. Loại thứ hai mới giới thiệu đến cho các bác là cái cặp này. Nó giá cũng 100k này. Dây này là dây của THK nhé, mã của nó là HLVK17. Đó, dây rất là xịn nha các bác, 100k một cặp như này, hàng của THK nha các bác, hàng THK là của Nhật đó các bác. Đó, cặp này thì em đo kích thước cho các bác này, nó dài tổng thể là 10 cm này, con bọ này của nó 5 cm thì vị chi là hành trình của nó là còn 5 cm nhé,
dây này của nó là bản ba mấy này, bản 32 à, để em kẹp cho chắc ăn. Dây này dây bản 33 nha các bác. Đó, giá 100k một cặp như này. Dây của THK, mã của nó đây, các bác chụp mã đi, HRVK17. Em có 6 cặp. Loại thứ hai em giới thiệu đến cho các bác là cái loại này. Đó, cũng của THK nha các bác. Đây này, THK mã của nó là SSR15. Đó, bây giờ em đo kích thước này. Nó dài là 16cm này. Thì hai con bọ này nó chiếm 8cm rồi, thì hành trình của nó còn 8cm nhé. Dây bản 15. Bản này là bản dây cao siêu khỏe nhé. Đó, cao đến một cặp này nó cao đến 2,4, là nó chiều cao của nó là chiều cao cái thân bọ này, à thân dây này nó cao 1,2cm nhé. Đó, thì con bọ này vừa nãy em đo về chiều dọc của nó là 8 rồi, thì chiều ngang của nó là 3,3cm này. Đó, giá em bán là 150k một cặp như này, hàng của THK nhé, rất là xịn sò. Đó, và cái loại thứ ba này em có mỗi một cặp này, loại này này em có mỗi một cặp 180k. Đó, hàng rất là xịn này. Cũng của THK luôn nha các bác. Đó, cái cặp này của THK. Đó, các bác nhìn thấy chưa, chữ THK đấy chưa? Hàng này rất là xịn này. Nhưng mà nó xịn quá thành dở hơi các bạn. Thế cặp này nó hành trình nó quá ngắn luôn các bạn. Nó bọ nó chiếm hết 2 phần rồi. Nó dài 19cm này các bác. Thì bọ của nó chiếm đến 13cm. Hành trình của nó được có 6cm thôi nha các bác. Nó hành trình của nó 6cm. Bọ thì bọ rất là lớn. Hàng của Samwit THK này các bác này. Trên thân của nó ghi chữ Samwit THK luôn này. Đó, dây này các bác có đặt lên đây cả tấn thì chắc cũng chả vấn đề gì. Tại vì dây này thì các bác biết có hai con bọ nó ngắn xíu như này. Các bác tha hồ chịu tải nhé. Một cặp này giá 180k. Kích thước em ghi đây này, dài 19, bản dây 15 này 180k, em có một cặp thôi nha các bác. Đó, quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác một ít cái gối bi này. Đó, em có cái này nha các bác. Em còn một ít này thôi, trước nó có một ít size size 20 nữa, nhưng mà size 20 em hết rồi, em chỉ còn cái size 25 này thôi. Đó, bây giờ em đo kích thước cho các bác này. Đó, cái này là size 25 nha các bác. Em đo ngược thước này cho nó tiện này. Đó, trục cốt này là trục cốt 25 nhé. Thì em gọi là size 25, giá 45k một vòng này. Bác nào mà mua 4 vòng nhé, thôi các bác cứ mua 4 vòng đi thì em tính 150k. Đó, lỗ nọ tim, lỗ nọ tim, cách lỗ tim lỗ kia là 10cm chẵn. Đó, hàng thì nó đến từ đâu thì để em cho các bác xem này. Trên thân này nó ghi chữ TIB này, mã của nó là FL205 này, TIB. Đó, thế còn bi thì em chọn cái con nào nó mới mới, xem bi nó đến từ nước nào nhỉ? Không thấy ghi các bạn. Đó, hàng thì em bao cho các bác hoạt động vẫn còn ngon nhưng không dơ lắc. Đó, 150k cho 4 cái. Bác nào mua một cái thì là mua một cặp này thì là 45k này, mua một cái cũng được. Đây em có một cái cặp này này, cho cốt 20 này. Nó có độc mỗi một cặp thôi. Bác nào lấy thì em bán cho giá 70k một cặp này. 70k cặp này. Cái này thì em có độc một con này. Đó, thấy nó dở. Cũng còn mấy cái này nhá các bác. Cái này nó còn mấy cái xấu xấu em lọc lại này. Em chưa vệ sinh nhá. Có con thì ví dụ như con này các bác mà mua là nó bị gãy cái tay nắm này, về các bác chịu khó hàn lại này, vẫn dùng được, hoặc là em tặng các bác lấy phụ kiện. Đó, bác nào mua em cũng tặng lấy phụ kiện luôn, không tính tiền nhé. Đó, những cái con như này là em tặng này. Đó, tặng các bác lấy phụ kiện nhé. Thì đây em đến 1, 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 8 con này này, 8 con này em tặng 2 con nữa này. Thì bác nào mua chỗ này em lấy 400 này, tặng 2 con luôn nhé. Và tặng luôn cái con này, không tính tiền. Thế là được tặng 3 con. Tặng con này nữa, ui, tận 4 con.
tháng 5 40.000 nhá các bác, 400. Đó, tặng được mấy con đó. Và cái này này. Đó. Cái này là giá là 30k một chục nha các bác. Cái này nó bằng đồng nha các bác. Nó là cái cút nối hoặc là cái vú bơm mỡ này. Ở những cái con bọ dày nhá, 30k một chục. Đó, 30k một chục. Đây này, cái gen này của nó tùy con nha các bác. Em kẹp ví dụ con này nó là gen 4 này. Gen 5 nha các bác. Gen 5. Đó. Cái này xoáy ra được này. Các bác cắm ống vào đây nhá. Cắm ống nối vào đây sau các bác xoáy lại này. Đó. Rất là tiện, nó là cái khớp nối nhá các bác. Khớp nối dạng cổ dê đó. Đó, 30k một chục nhá, có 3k một con thôi. Và em bán theo hai combo trở lên nhá các bác. ba combo trở lên nhỉ, 100k 30 cái nhé các bác. Thôi em bán 100k 30 cái đi, tại vì nó cho nó em, các bác thông cảm cho em nhé, nó đỡ công đóng hàng, tại vì đóng hàng vất lắm các bác. Các bác mua vào 30k thì em khóc luôn về công đóng hàng nhé các bác. 100k 30 nhé các bác. Đó, đây em có chỗ này chắc là được khoảng độ 200-300k thôi là hết. Các bác có nhu cầu mua thì em lại đi lần thêm. Quay sang bên trong này thì em giới thiệu đến cho các bác cái này. Em về được một ít cái đồng hồ đo ampere này. Cái này thì em cũng mua. Em nghĩ cái này chắc nó, ô con này chắc chết à. Nếu mà kim này chắc chết à, vứt đi này. Đấy, những cái con nó phải chỉ về không như này chắc em nghĩ mới dùng được nhé. Đó. Em bán 100k 3 con như này nha các bác. Đó, đồng hồ ampere này, tối đa là 3A này. Cái này độ chế vào những cái thiết bị đo dòng nhỏ nhỏ nhé. Nếu bác dùng con này được. Đấy, bởi vì 3A mà các bác dùng cho những cái thiết bị lớn là không được đâu. Đó. Bên trong này ốc yếc của nó cũng còn đẹp lắm này các bác nhìn này. Đó, hàng em tháo ra nhá, em tháo tủ ra đó, được rất là nhiều. Đó. Và bác nào tiện đây có cái con này này, nó bị vỡ kính này, cái này nó bằng kính nhá, cái con này thì nó có nắp nhựa nó đậy thì nó khó vỡ hơn, chính là bằng nhựa này khó vỡ hơn. Đó. Bác nào mua cái gì hoặc là mua cái này nhé, thôi đi vào cái này đi thì em tặng luôn cái con này. Đó, các bác có vào việc thì dùng được thì dùng nhé. Em nghĩ chắc là nó vẫn hoạt động nhưng nó bị vỡ kính thôi, nó bị vỡ kính thôi nhé các bác. Em tặng ốc ác vẫn còn nguyên, made in Taiwan này. Đó, hàng này hàng Đài Loan nhé các bác, nó lên đến tận 600A. Ke inox này các bác, ke nhôm này, ke góc nhôm này. Đó, hôm nay lại về được vài chục cân nhé các bác. Các bác tranh thủ mua. Đó, hàng rất là đẹp. Đó, hàng rất là đẹp nhé các bác. Giá em bán là 100k một cân nhé các bác. 100k một cân. Kích thước thì em đo đây cho các bác này. Đó, chiều này là 3,48 này, gọi là 3,5cm. Chiều này là 5cm này, 4cm này, 4cm. Đó, hình thức là như này nha các bác, rất là đẹp. Giá 100k một cân. Một cân này được bao nhiêu cái em, nhớ không? Đó, bà Thái em báo là một cân này sẽ được khoảng 38 cho đến 40 cái nhé. Đó, em không nhớ đâu. 38 đến 40 cái một cân kia góc này. Quay sang bên này. Đó, quay sang bên này thì 100k 4 cái này, em vẫn còn nha các bác. Vẫn còn, chưa bao giờ hết hàng. Đây. Đó, hôm nọ có bác cái chốt được đâu gần chục combo rồi, 100k 4 cái này. Và cái loại nhỏ nhỏ hơn này nhá các bác. Đây em sẽ có hai mẫu, cái lần nhỏ này nó có một chút rồi nhá. Cái này thì em không hứa là có bao nhiêu. Kích thước nó như nhau. Nó chỉ khác nhau về cái đường kính cái bi tì này thôi. Bi của nó thì cũng đến từ NSK của Nhật nha các bác. Đây này các bác này, bi của nó đến từ NSK của Nhật luôn nhá các bác. Đó, NSK này. Đó.
Giá cái này thì em bán là 100k sẽ được 5 cái nhá. Bởi vì nó bé hơn này. Nếu mà vẫn bán 4 cái thì các bác sẽ tị nhá. Đây. 100k nếu mà các bác lấy loại bi to này. Cái viên bi này nó lớn hơn này thì được sẽ được 4 cái này. Các bác lấy cái đằng nhỏ hơn này thì sẽ được 5 cái này. Đó. 100k 5 cái. Cái này đường kính nó nhỏ hơn nhá. Kích thước thì em đo đây. Con này nó là đường kính nó sẽ là 2,5 cm này. Bề dày của nó là 1,6 này. Cái con này thì nó bề dày chắc nó cũng thế thôi. Bề dày của nó cũng 1,6 thôi, nhưng mà cái đường kính nó sẽ lớn hơn nhá. Con này đường kính nó sẽ lên lớn hơn mất 1 cm nhá. Đó, 3,5, con này đường kính là 2,5. Đây. Thì các bác mua con bé này thì là 100k 5 cái, mà con lớn này thì là 100k 4 cái. Quay sang bên này em còn hai cái này này. Đó, đợt trước bán 40k một cái này. Em còn hai cái này. Một đầu chia hơi của hãng Mặt Trời này. Giá chia 3 luôn nhé các bác. Đó, chia 3. Em còn hai cái. Em kẹp cho các bác cái gen này xem nó là gen mười mấy này. Gen này em nghĩ chắc gen 13. Kẹp này thì nó được 11,6 nhưng mà nó kẹp như này nó không chính xác đâu nhé. Nó kẹp ra ngoài thì chính xác, kẹp gen trong như này chưa chắc chính xác. Tại vì ví dụ như cái này nha các bác. Đây em nói ví dụ. Cái này là gen 21 này vừa này. Nhưng mà kẹp ra nó có ra 21 đâu. Nó ra có mười mấy á. Đó. Nó ra có 17,3. Nhưng mà thực tế xoáy gen 21 này vừa nhá. Đó. Cái chỗ combo BT này các bác này. Cái chúng này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 con này. Chỗ này có 11 con này. Trước em bán là 25k này. Thì chỗ này là gần 300.000. Thì hôm nay em lấy 200.000 nhé. 200.000 cho 11 con này. Hoặc là 150 đi. Tặng các bác con này. Đó. Thế còn cái chỗ mớ này này. Em đếm chỗ này xem được bao nhiêu cái nhá. Để em tính tiền này. Nhắc lại cho các bác chỗ này là 150 này. 150 chỗ này nha các bác. Em đếm lại này. 2 con này. 4 con này. 6 con này. 8 con, 11 con. Là 150 nhá. Con này nữa là 12 này. Cho luôn vào đây. 150. Thế còn cái đống này này em đếm này. Nơi này nó là cái chốt nhanh nhá. Lâu lắm em không về được hàng thì bây giờ em bán thanh lý này. 2 con này, 4 con này, 6 con này, 8 con này, 10 con này, 12 con này, 14 con, 16 con, 18 con, 20, 22 con này. Và cái con nhỏ xíu này nữa là 23 này, em bán 200.000 nhá. Ngày xưa em bán 10.000 một con đó. Chứ em bán 150 đi, đồng giá. Bên này đống bên này 150 nhá các bác. Đống bên này cũng 150 này. Đó em bán đồng giá, đống bên này 150, đống bên này cũng 150 này. Và bác nào mua 4 con này này. Em tặng các bác cái bôn con bully này là 100k này. Đó, bán rẻ luôn nhá. Đó. Thế là xong cái đống này nha các bác, 100k. Bác mua kèm con này nữa 50k là 150k, thế là ba đống này nhá. Đống này 150, đống này 150, đống này 150 nhá. Đó, đống này 150 thì để em vứt lên đây. Cho các bác xem cái chỗ này. Đó, em để chỗ này là 150 này. Em đếm lại nhá. Một con bully này. Hai con bully này. Ba con bully này. Bốn con bully này. Năm con bully này. Và một cái con này là 150 này. Đó. Tặng kèm các bác cái này nó không biết là cái gì, cái nó là cái rác hút hay cái gì em chả biết. Bác về chế cháo là cái gì không có lấy được một ít lông đen, một ít ốc. Đó. Đó, cái này xoáy ra được như này nha các bác. Không biết vào việc gì không, các bác vào việc khớp nối gì đây. Đó. Ba đống này nhá, đống này 150 này. Xin nhắc lại, đống này 150. Đó, nó sẽ có cần để món. Đống này 150 này, đống này cũng 150 này, đống này cũng 150. Đó,
quay sang bên này, những con cảm biến báo cháy này là 60k một con nha các bác, hàng made in Taiwan. Cái này em không giới thiệu nhiều nữa, nó chạy điện 24V nha các bác, cảm biến báo cháy, hàng em bao hoạt động, hàng đã qua sử dụng nha các bác. Những cái tay nắm tủ này, những cái tay nắm tủ này 20k một cái nha các bác, hàng rất là rẻ, đầy đủ nắp nhựa này, hàng của Biung Hàn Quốc luôn nha các bác. Đó, xe có hai mẫu, cái mẫu bạc bạc này và cái mẫu mạ chrome, các nào thích lấy thằng nào lấy nhá. Để cái con này nó hơi dơ dơ này, cái mạ chrome này thì nó có một nhược điểm là nó hơi nó rất dễ dơ hơn, nhưng mà nhìn thì nó sang hơn nhá. Cái này thì nó do mắt từng người nhá, cái này thì nó cũng có cái vẻ đẹp của nó nhá. Đó, 20k một cái. Bây giờ em đo nhanh kích thước này, tất cả hàng em bán cho các bác thì nó đeo bao gồm cả cái lót nhựa này rồi nhá các bác. Đó, kích thước em đo này là 11 cm, chiều này thì là 5 cm. Đó, giá 20k một cái. Em nhắc lại là cái loại mà mạ chrome này thì sẽ có nhiều hơn nhé, cái đằng này nó có ít hơn này. Quay sang bên này thì em có một ít đồ này nữa này, linh tinh này, 100k cho 150k cho 4 con này này, bán nhanh này. Đó, hình thức sẽ có hai con như này, một con này, hai con. Đó, và hai con giống, hai con này giống nhau. Nó ghi là 40 trừ 10 thì em chả hiểu gì, chắc cốt 10 à. Em đo cho các bác nhé, nó sẽ có hai con như này này, cốt này là cốt 18 nhá các bác. Ô, sao người ta ghi 40 trừ 10 ở đấy nhỉ, cái này 50 này. Đó, cái này thì cốt khác này, cốt này không phải cốt 18 không, nó cũng thế nhá các bác, giống nhau. Nhưng mà con này nó bị mất cái nắp chèn đây rồi. Đó, em bán là 150k cho 4 con. Đó, 150k cho 4 con này. Cái kéo hơi này bác nào dùng đến thì em bán giá có 50k thôi nhá. Em còn một cái nó sót lại này, em bán giá thanh lý nhá. Cái này thì nó không có cái gì để hỏng cả, bởi vì hỏng thì nó chỉ có mẻ lưới thôi. Hàng nó lấp láp em lôi ra em bán nhá, chưa vệ sinh. Cái này các bác phải đánh trà qua đi cái là nó sáng choang nhá. Em để nó xét á. Cái thân này thì nó bằng nhôm rồi thì nó không han được. Đó, đây này các bác này. Đó, các bác cướp hơi vào nó con bi tông này, nó đẩy nó sập kéo này, nó đẩy nó sập cái kéo này lại nhá. Cái này thì chả biết bao giờ nó hỏng nữa. Đó, thỉnh thoảng các bác trang tín cho nó tí nhớt vào đây thì nó không biết bao giờ nó hỏng. Có 50k đấy nha, em có một cái duy nhất nó lấp láp em bán rẻ nhá. Đó, 50k một con. Những cái này này em vẫn bán 60k này. Ổ cắm lọc nguồn này, kiêm lọc nguồn, kiêm ổ cắm, kiêm công tắc, kiêm cầu chì. Đó, 60k một con. Những con motor 24V này 120k một con này. Đó, cái này em giới thiệu nhiều rồi, có được hai con. Cái này cũng 50k một cái này, quạt sò đến từ Đài Loan này. Đó, em đo kích thước cho các bác nhé. Cái này em không test, xin phép các bác không test. Bác nào muốn test thì alo em. Nó chạy điện 24V, cái này nó là quạt tản nhiệt nhé các bác. Size nó 9cm này. Đó, cái này là hơn 3cm một chút này. Đó, cái này là cũng hơn 3cm này, chiều cửa gió này là hơn 5,5 nhé. Đó, giá này em bán là 50k một con. Tiếp tục nha các bác, em có một ít nhựa này, kích thước em để đây này, 60k một thanh. Cái này như em có hai thanh này, nhựa PU nha các bác. Cái này nữa này, 50k một thanh này. Cái này thì em có đâu 5 thanh này. Đó, kích thước em để đây. Đó, các bác về có vào việc gì thì alo em này. Còn cái này chắc là thì em bán mù đi, chỗ này 50k đi. Đó, 4 miếng này 50k. Em về được một ít cái bàn dập này. Đó, cách thức hoạt động của nó là nó cấp khí vào đây nó chạy nhá. Nhưng quên hôm nay em không test được. Đó, nó chạy như này này các bác này.
Đó. Các bác có thể nới hành trình được thêm ra bằng nhả hai con ốc này ra nhé. Thay cái chặn này bằng cái ngắn hơn thì hành trình nó sẽ được thêm nhé các bác. Như bình thường như này thì chắc nó chỉ được khoảng độ 2 cm thôi. Hơn 1 cm một chút thôi. Đây như này nó được có 1,6 cm thôi. Các bác có thể nới thêm ra được này. Nó bằng cách thay thay cái chặn này. Và các bác có thể trồng thêm vài con ốc vào đây nó được thêm được khoảng độ 2 cm nữa. Bởi vì cái hành trình cái xi lanh này nó nòng nó rất là dài này. Đây em cho các bác xem cái con xi lanh này của nó, mã này nó biết hành trình con xi lanh này của nó là hành trình 20 nha các bác. Đó. Giá em bán là 300k cho con này. Đó. Cái này là bằng nhôm này các bác, cái này bằng thép. Thế còn những cái con này thì phun nhôm này. Hai này phun nhôm. Đó, 300k một con. Kích thước em đo cho các bác này. Chiều này của nó này thì là 21 cm này. Cái bản này của nó là 25 này. Cái bản này của nó là 18 này. Những cái con này thì không biết nó có thế không. Nó cũng thế nha các bác. Nhưng con này thì nó lại bằng nhôm. Đó, hai cái thanh này nó bằng nhôm. Nó cũng dài y xì nhau thôi. Đó. Giống nhau y đúc nhá. Cái con này thì nó lại hãm hành trình ở đây. Đó. Đó. Nó trượt như này này các bác này. 300 nghìn một con nhé các bác. Đó. Cái trục này của nó thì toàn bộ là trục này là trục 20 hết nhé các bác. Đó, trục 20 này. Đó. 300k một con. Thế còn cái em quay sang bên này. Cái này em có rất là nhiều này. Đó. Cái nhựa này em có rất nhiều, 20k một viên nhé. Cái lòng bé thì là 15k. Em có rất nhiều, bác nào cần thì alo em. Cái con này 150k một con, có một em có sót một con này nó lẫn vào này. Nó vẫn là thế nhá, nhưng mà nó bị mất một cái con body ở đây và mất một con body đây, em bán 70k này. Em đo kích thước cho các bác này. Đó, con này nó dài tổng thể này. Nó dài tổng thể là 32 cm, hai cái gối bi đây. Hai gối bi này xê dịch được nha các bác. Đó, các bác cứ nhả con này ra xê dịch được. Nhưng mà nó đến đây là nó kịch rồi. Cái này thì nhả về đằng này được. Đó, trục này thì là trục 15 rồi. Trục này là trục 15 nhé các bác. Đó, thế còn cái cốt này em đo luôn cái cốt này. Cốt này là cốt 12 này. Đó, cái cốt để lắp poly này là cốt 12 này. Đó. Cái poly này là 24 này. Đó. Giá em bán cái này có 70k thôi. Những cái con này em bán nhiều rồi. 150k em còn rất nhiều. Cũng trục cốt 15 nhé. Trục này là trục 15. Nó dài đến 39 cm này, 39,5 cm. Đó. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác một ít thanh đồng nhé các bác. Đó. Cái này thì không biết được các bác nào vào việc gì không. Em có 5 cái này. Đó, không biết tháo ở cái gì ra mà nó có cái này. Nó có 3 cái một vế này và 2 cái một vế này. Đó. Bác nào có vào việc gì thì có thể em tặng cũng được nhé. Đó, nó bằng cái loại thép thép này em nghĩ là lâu rất lâu ha, này em vứt ở đâu đó, bây giờ em lôi ra. Bác nào mua mua cái gì thì em tặng nhé. Đó. Bây giờ em giới thiệu đến thanh đồng này. Đầu tiên là cái thanh này. Đó. Em bán 200k một thanh, em có hai thanh nhé. Kích thước em đo này. Nó dài tổng cộng là 42 cm, bản này của nó là bản 3 cm. Và độ dày của nó đây. Độ dày của nó là 6 ly 2 nha các bác. Rất là dày, rất là nặng. Em bán 200k một thanh mã 11 này. Em có hai thanh. Đó, bây giờ em giới thiệu từng mã một, mã số 10 này. Em cũng có hai thanh giá 100k một thanh. Đó, nó dài tổng thể này. Dài tổng thể là 39 cm. Bản này là của nó là bản 2 cm. Dày chắc là dày 5 ly. Dày 5 ly nha các bác. Dày 5 ly. Em có hai thanh giá 100k một thanh. Đó, hàng hôm nay mới về nha các bác. Cái đồng này là đồng đồng đỏ luôn nha các bác. Người ta mạ mạ không biết là mạ niken hay mạ bạc đấy.
đoán chắc mạ niken thôi để chống gân mòn nó, nhưng không phải mạ bạc nha. Cái thanh này may ra phải mạ bạc này, em nghĩ cái thanh này khả năng may ra phải mạ bạc này. Đó, cái màu nó khác nhé. Đó, thanh này, ba thanh này giá 75k này. Đó, nó có hai đầu như này thôi nha các bác. Kích thước em đo này, nó dài 16, bề ngang là 2 cm, nó dày dày để em kẹp cái đầu này. Đó, nó dày 3 ly nha các bác, em trừ hao còn 3 ly, giá 75k cho 3 thanh. Số 9 này, số 9 nha các bác. Số 8 này, số 8 này thì em có 4 thanh, giá em bán là 60k một thanh, 60k một thanh nha các bác. Kích thước dài 39 cm, bản rộng 2 cm, và độ dày, độ dày của nó cũng 3 ly. Đó, giá là 60k một thanh. Đấy là số 8. Số 7 em có một thanh này, giá 60k này, cũng 60k. Kích thước là 29,5, rộng 3 cm, dày chắc cũng 3 ly. Đó, giá là 60k một thanh. Số 7 này, bây giờ đến số 6 này, cái bó này, giá 120k, bao gồm 1, 2, 3, 4 thanh nhé. Bây giờ bản này là của nó là chắc bản 2 phân hết này. Thanh dài nhất là 26 này, thanh ngắn nhất là 15 này. Đó, cái thanh này thì 15 rưỡi này, thanh này thì là 18 rưỡi này. Đó, giá là 120k cho 4 thanh này. Mã số 6 này, mã số 5 này. Đó, cái này mà em bảo mạ bạc đây này. Đó, cái này khả năng mạ bạc nó sẽ khác màu nha các bác. Cái này em nghĩ là mạ niken này, màu nó sẽ khác nhau nha. Mạ bạc thì bao giờ nó, em đoán thôi nha các bác, khả năng là mạ bạc, sáng trắng hẳn lên. Kích thước của nó này, đó, 20,5 cm. Bản này của nó là bản 2,2 cm. Đây, đo này chuẩn này. Đó, bản 2,2 cm. Độ dày của nó là 5 ly. Giá là 60k một thanh, em có 4 thanh. Mã số 4 này, đó, em có 2 thanh, giá 165k cho 2 thanh. Đó, kích thước là 22 cm, bề ngang của nó là 2,5 cm, độ dày, độ dày là 1,2, chứng tỏ là dày 6 ly nhé, dày 6 ly một thanh, giá 165k cho 2 thanh. Mã số 3, em có 2 thanh này, giá 60k cho 2 thanh. Đó, đồng đỏ, tất cả là đồng đỏ hết nhé. Dài 39 cm, bản này là bản rộng 1,5 cm, bản này là bản rộng 1,5 này, độ dày 3 ly này. Đó, giá 60k cho 2 thanh, mã số 3. Mã số 2 thì là 110k cho 2 thanh này. Đó, 110k cho 2 thanh, một thanh dài một thanh ngắn nha các bác. Thanh dài này thì nó dài 28,5 cm, thanh ngắn này thì nó dài 24 cm này. Bản này của nó là bản rộng 2 cm này. Đó, cái thanh này thì nó một thanh rộng dày 3 ly, một thanh dày 5 ly. Đó, giá 110k cho 2 thanh. Mã số 2. Mã số 1 này, cả một cái bó này 160k cho 7 thanh này. Đó, nó giống nhau y đúc nhá. Bác nào mua nhưng mà không xé đôi được, tại vì nó tận 7 thanh thì không xé đôi được. Đó, nó dài tổng thể này, dài tổng thể là 19,5 cm. Bản này của nó là bản rộng 1,5 cm, rộng 1,5 cm. Độ dày của nó này, độ dày của nó là 3,3 cm, 33,3 ly, giá 160k cho 7 thanh. Đó, thanh cầu đấu nhá. Và cái số 12 này có 2 thanh, giá 100k cho 2 thanh. Kích thước đây, dài 15 cm, rộng 5 cm, và độ dày của nó này, độ dày của nó là 3 ly này. Đó, giá 100k cho 2 thanh này. Đó, đó là xong nhá các bác, xong cái chỗ thanh đồng này. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác về cái motor này.
còn hôm em vẫn bán này. Con này nó chạy điện 24V nhé. Nó là xe vô motor. Đó, sản xuất tại Trung Quốc. Đó, con này tốc của nó là 6.700 vòng trên phút nhé. Đó, các bác cứ cấp điện vào đây này. Cấp điện vào hai cái chấm dày dày này là nó chạy nhé. Đó, hai cái chấm dày này. Đó, cấp ngược thì nó chạy ngược, cấp xuôi thì nó chạy xuôi nhé. Đó, em đo qua một chút nhé. Cho cả bác quá nhìn trên hình thì đấy nó hơi to nhé. Nhưng mà nó cũng bình thường thôi. Tổng chiều dài của nó này thì là 4,6 cm. Đường kính của nó này, đường kính của nó là 3,7 cm. Để em kẹp cho qua cái trục nhé. Trục này là của trục của nó là 2,5 ly này. Đó, trục 2,5 ly. Thế còn cái bánh răng chéo này của nó là 5,8 ly. Đó, bánh răng chéo như này nhé, 5,8 ly. Đó. Giá em bán 100k cho 4 con. Đó. 100k cho 4 con. Chạy điện 24V, em không test nhé. Tốc của nó là 6.700. Tiếp tục em vào đây em giới thiệu nhanh cho các bác ít lô nhé. Đó. Lô thì hôm nay em về được cơ số lô rất là nhiều này. Trước khi em giới thiệu lô em giới thiệu cho các bác cái con này này. Con này 200k con này. Đó. Này bằng nhôm, bằng cái tay này thì bằng nhôm, cái này bằng inox này. Giá 200k. Cái này 190k này. Đó, trượt trượt như này nhá các bác. Để em lấy cái thước em đo cho các bác một chút. Thế sau đó em sẽ giới thiệu lô. Đó, em chạm vào máy quay mất rồi. Con này nó tổng chiều cao này. 19 này. 19cm này. Trên này của nó là 11,5cm, 12 nhé, 12cm. Thế này của nó là 15,5cm này. Đó, hành trình, quên không đo hành trình. Hành trình của nó sẽ được này. 12cm. Đó, hai con bọ trượt ở đây. Đó. Trục này là trục 16 này. Hai con bọ trượt. Đó, giá 190k cho một cái này. Em có hai bộ này. Đó. Lô này em giới thiệu cho các bác cái lô này. Con này nha các bác. Đó. 140k. Có rất là nhiều. Đây một đống đây. Không biết bao nhiêu con. Đó, 140k một con nhé. Em có cái phiên bản này nó còn dày hơn này. Chứ phải không? Nó cũng giống nhau hay sao? Chắc là giống nhau. Đâu. Đó, 140k một con. Còn cái phiên bản ở bên dưới này nó lại vừa mất đấy. Đây, cái phiên bản này thì em có 3 con này. Có 3 con thôi nha các bác. Giá 150k một con. Kích thước em để đây dài 55,5 này. Phi 38 này, cốt 12. Đó. Cái con này. Con này thì em có còn hình như là còn 2-3 con nữa. Nọ bác nào chốt được mấy con rồi. 100k một con này. Trục này là trục inox luôn nha các bác. Đó. Bi thì bi của Nhật. Bi là bi của Nhật nha các bác. Khi em đo lại này. Đo lại thì nó mới chính xác nhé. Đó. Nó dài 28,5cm này. Phi 34 này. Trục cốt 15 này. Phi này phi 34 nhé các bác. Đó. Phi 34 này. Phi 33 thôi nha các bác. Phi này chính xác là phi 33. Dài 28,5. Đó. Trục cốt này là trục cốt 15 này. Đó. Giá em bán 100k. Em có 2 con hay 3 con. Ấy. Có 2 con thôi. Tiếp tục đến mấy cái con này này. Đó, mấy cái con này. Đó, bác nào vào việc thì cứ chụp hình để gửi em nhé. Em trả view nữa. Nó rất là dài rồi. Những cái này này, những cái trục này. Những cái trục này. Đó. Trục của bánh răng, trục có bánh xe nhựa này. Giá 200k 3 cái này. Và quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác một ít ốc lục giác này. 80k một cân nhé các bác. Đó, cái này chẳng vứt lẫn vào đây. 80k một cân này. Đó. Hàng này thì nó có cả
một ít ốc 8 ly nhé, nhưng mà 8 ly thì em sẽ nhặt sang bên này. Đó, chủ yếu là từ 6 ly đổ lại này. Đó, em sẽ nhặt những con to này em ném sang bên này cho các bác nhé, tại vì bán bên này thì bán ốc nhỏ. Đó, 100k, 80k một cân này, cam kết với bác hàng 100% là inox. Cái này cũng 80k này. Đó, con lùa không nhôm này, cái này cũng 80k này. Đó, ốc này thì từ 8 ly trở lên này. Đó, có một số con dài dài thì em ném vào đây. Đó, chân máy này khả năng em sẽ không view đến nhé các bác. Các bác cần con nào thì chụp hình gửi cho em nhé. Đó, em sẽ quay lướt qua một chút này. Đó, hai cái con chân này là chân inox này. Đó, các bác cần thì chụp hình gửi cho em đo cho. Đó, và em báo giá cho. Bởi video hôm nay nó rất là dài này. Đó, một ít nam châm điện này. Đó, mấy cái mã lý này cũng còn sót lại này. Hai bộ, một bộ chân chân tăng chỉnh này, một bộ bánh xe tăng chỉnh này. Đó, 550k hàng Ford Master đó. Rồi em cho các bác xem cái mã hàng của nó thôi nhá, không đo nữa. Mã này của nó là mã gì? Ford Master. Mã này của nó này, MacG 4900. Con này thì nó không lên mã. Rất là lớn nha các bác, giá 550k một bộ. Bây giờ em sẽ giới thiệu đến cho các bác một ít những cái tay quay nhá các bác. Tay quay con này em giới thiệu con này này, 200k, con này size 40 này. Đường kính 40cm này, em đọc size thì nó là size bao nhiêu, nó là đường kính nó là gần đấy nhá. Cái lỗ này là lỗ vuông này. Lỗ này lỗ vuông 1 chiều 24, 1 chiều 26 nhá. Đó, nó lỗ kiểu hình côn đó các bác, lỗ vuông hình côn. Hình tháp, nói chính xác là nó là hình tháp, lỗ côn hình tháp. Lỗ vuông hình tháp, hình côn. Đó, 1 chiều 24, 1 chiều 26mm, giá 200k. Cái này là size, con này là size 350. Size 350 lỗ cũng 24, 26 này, giá 180k. Con này size 300 này. Size 300 nha các bác, con này size 300. Lỗ của nó là 18,4 x 21, lỗ vuông 160k. Đó, con này size 200 này. Đó, size 200 thì là 100k. 100k con này nha các bác. Đó, em để đây. Lỗ của nó là 18,4 x 20,6 này. Rồi, để em đo lại nhé. Sau này có hai cái tờ dán lỗ. Đây. Hai mươi phẩy chín này, 21 đi, 21 là chính xác này. Đó, mười bảy phẩy 18,5 này, 18,4, 19 à, cái này là chính xác này các bác. Đó, 19 x 21 là chính xác. Đó, giá 100k nha các bác, con này 100k này. Nó size 20, 200cm này. Tiếp tục con này. Con này size 175 này. Đó, 17,5cm, giá 90k này. Lỗ 17, 19 này. Đó. Con này size 15 này. Size 15 là 80k này. Size 150 này. Lỗ 17, 19. Hình thức của nó như thế này nha các bác. Đó. Và cái size nhỏ nhất là cái size này. Size này, size này là size 125 này. Size 125 giá 60k này. Em đo lỗ cốt nhé. Lỗ cốt này của nó là 13. mười bốn mười sáu à, sáu mươi k cho con này nha các bác. Lỗ cốt của nó đây,
lô cốt của nó là 14-16 nhá. Đó, size 125, 60k một con này. Đó, nó xong về tay quay này. Bây giờ em sẽ lên cho các bác cái này. Đó, cái bàn này 500k nhé các bác. 500k, bàn dập. Đó, con xi lanh của nó đây. Hàng của SMC sản xuất tại Hàn Quốc này. Mã xi lanh các bác chụp giúp em cái này. Đó, hành trình nó 2cm nhé. Đó, đầy đủ cảm biến, vẫn còn cảm biến nhé các bác này. Hai con cảm biến bé xíu nằm đây. Bây giờ em sẽ đo kích thước này. 500k cho cái bàn này, hàng full nhôm nhé các bác. Đó, rộng 25cm này, à, dài 25cm, rộng 10cm này. Đó, đế của nó này, đế của nó này là 26 này, rộng chắc cũng là 10, rộng cũng là 10 nhé các bác. Tổng chiều cao của nó nhé, khi nó thu hết về hành trình là 22,3cm. Đó, hết hành trình về. Đó, đây hình thức nó như này nha các bác. Đó, rất là đẹp, em có một con duy nhất thôi. Giá là 500k này. Đó, em có một con này. Tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác cái bàn này. Đó, cái bàn này giá 1.050k nhé. Bây giờ em đo kích thước nhé. Con này nó là, bây giờ em đo trước về thông số về cái dây này. Dây này là dây bản 15 nhé các bác. Vít me này là vít me 16 này, bước 4 này, vít me 16 bước 4, dây 15 nhé các bác. Đó, cái tay quay của nó đây. Đó, bây giờ em sẽ quay kịch để em đo hành trình cho các bác nhé. Hành trình con này em hôm qua em đo rồi em quên mất. Đó, không biết là nó chạy đây này nha các bác, nó thừa ra một tí này sau em đo nhé các bác. Bây giờ em sẽ quay ngược trở lại để em đo hành trình cho các bác này. Sau đó em sẽ đo đo tổng thể nhé các bác. Đó, nó kịch rồi nhé các bác. Bây giờ em sẽ đo hành trình nữa. Con này hành trình thì trông thì nó dài nhưng mà nó rất là ngắn. Hành trình của nó được khoảng độ 22cm thôi các bác. Đó, cái bề mặt này, bề mặt làm việc của nó. Cái tấm này trên này là một chiều là 20 này, một chiều là 15 này. Đó, tổng chiều dài của nó là, chị em chưa đo tay quay là 54cm. Cái chỗ này của nó, để em quay lại cho các bác này. Cái chỗ này của nó thì có thể lắp được motor nhé các bác. Nó chờ sẵn cái khu vực để lắp motor này. Đó, chờ sẵn khu vực để lắp motor đây nhé các bác. Đó, giá em bán là 1.050k. Cái nắp em tháo ra em để đây này các bác này. Nó của nó cái này nó đút vào trong như này nhé. Đó, nắp nhôm rất là đẹp này. Đó, nắp cực đẹp luôn. Đó, giá 1.050k. Đó, bác nào chốt em lắp nhé, không em cứ để đây. Tiếp tục nha các bác, em còn một ít sản phẩm nữa em giới thiệu nốt cho các bác nhá. Đầu tiên em lên cho các bác cái bình áp này. Cái bình này không biết để làm gì, các bác về chế cháo vào việc gì nhá. Bây giờ em đo kích thước trước sau em tháo sau nhé. Nó cao tổng thể từ đất lên đến cái mặt mạch này là nó 31cm này. Nhưng mà cao kịch lên cái van điều áp này thì nó đến 48cm này, rất là cao. Đó, khi em đóng hàng em sẽ xoáy cái này ra cho các bác nhé, đảm bảo đi nó đỡ hỏng. Đó, đường kính của nó, đường kính bao ngoài này rất là lớn. Đường kính bao ngoài này nó lên đến 19cm nha các bác, 19cm. Cái đáy này cũng thế này, cái đáy này đường kính rất là lớn nhá, rất là dày. Cái đáy này này nó cũng lên đến 20cm này. Đó, bây giờ em sẽ tháo ra em view bên trong cho các bác nhé. Nó có một cái bao như thế này. Đó, bên trong này có một, còn nó có một cái đống ống hút bằng đồng này và một cái phao này, phao này phao chạy điện này. Đó, đó, và một cái ống khóa như này nha các bác. Có cái van điều áp đây, hàng của SMC ở thôi. Đó, van điều áp dán đây, van điều áp kim khóa luôn. Đó,
Bây giờ em đo cái này, nó có cái gioăng này này, rất là kín này, gioăng này rất là kín. Bây giờ em đo diện thể tích bên trong này, nó đường kính của nó là 13,5 cm nhé. Đó, gần gần được 13,5, khoảng được 13,3. Đó, độ sâu của nó này, độ sâu của nó là được 29 cm nhé các bác. Độ sâu của nó 29 cm. Đó, bằng inox nha các bác, rất là đẹp. Giá em bán 1 triệu nhá các bác, 1 triệu cho cái bình này. Nó giá tiền em dán đây rồi, kích thước em đo rồi nha các bác, 1 triệu cho cái bình này. Đó, mình inox này rất là đẹp. Nó bằng inox cái loại chất liệu gì em mới đầu em cũng nghĩ là titan nhé, nhưng mà nó không phải titan đâu các bác. Đó, cái này thì của công ty Samsung này, nhưng mà nó lại sản xuất ở Thái Lan này, nó có cái logo Samsung này, chữ thì chữ Thái nha các bác. Đó, tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác cái bình này, cái bình tích áp này bằng sắt đây. Đó, chữ này thì không biết phải chữ gì Nhật hay không. Đó, dung tích là 26 lít này, 11,11 kg trên cm khối, 17,3 kg trên cm vuông. Tức là cái áp tối thiểu và áp tối đa hay sao em không hiểu lắm nhé. Đó, nó 26 lít này, bình này 26 lít. Đó, nó sẽ có một cái vòi ở đây, một cái này thì người ta hàn lại rồi, và một cái vòi xả đáy nữa nhé các bác, một cái vòi xả đáy nữa ở đây này. Đó, vòi xả đáy cũng trơ luôn như này nhé các bác. Đó, vòi xả đáy nó cũng trơ luôn như này, và một cái vòi ngang nữa ở đây, một cái gen này. Đó, nó có tổng cộng 4 đường nhé, thì bít lại một đường rồi, còn 3. Đó, giá em bán cái bình này là 650k này, kích thước của nó là chiều này là 42 cm này. Đó, đường kính của nó là 29 cm. Đó, nó giá 650k nha các bác. Cái bình thứ hai mới giới thiệu đến cho các bác là cái bình này. Đó, dài 105 cm này, đường kính 28 cm. Em chưa đo chiều cao, em đo chiều cao cả chân đế nhé. Chiều cao cả chân đế đây nó lên đến 35 cm này. Đó, 35 cm. Đó, tính cả chân đế, đường kính của nó 28 rồi, cái chân của nó cao khoảng 6-7 phân. Nó sẽ có một đường vào ở đây này, một đường ra ở đây. Đó, người ta ghi rõ ràng outlet này, đây là inlet này. Thì cái bình này thì thông số của nó đây. Đó, em sẽ bật cam lên xem nó có, nó bật cam lên nó cũng không, à bật đèn led lên nó cũng không rõ hơn đâu nhé các bác. Các bác chụp hình lại cho em này, model của nó là KRT30H này. Đó, KRT30H này, sản xuất năm 2014 này. Đó, THK cell là 6,4 mm, thì em không biết là cái gì. Đó, đây em ghi là áp, chắc áp của nó chịu được là 2,7 MPa này, tương đương với 27 kg. Đó, cái này là volume, tức là thể tích này, là 51 lít này. Cái gì THK cover là 6 mm này, em không hiểu lắm nhé. Đó, cái này em ghi thấy nó chữ ghi là red gì đây, R22 này, thì em nghĩ là nó là ga thì phải. Đó, điện cái nhiệt độ nó chịu là tới 65 độ C nhá các bác. Đó, đây này, đây là tên hãng sản xuất này, số điện thoại các thứ này. Chắc cái này là của Hàn Quốc nhá, Liquid Retriever này. Nó có một cái móc ở đây, một đầu ra và một đầu vào. Kích thước thì em ghi đây rồi, nó nặng đến 50 cân cái bình này, nhưng rất là dày, dày dã man luôn các bác. Đó, ở bên dưới thì nó có một cái van xả đáy ở chỗ này. Đó, một cái van xả đáy đây. Đó, bây giờ em sẽ kẹp cho các bác về cái gen của cái này thì các bác về dễ sử dụng này. Đó, cái gen này là gen 31 à, 31 hay 32 này, mà em kẹp thì nó ra 31,5 nhé, chắc nó lên đến 32, gen 32 đó. Đó,
Đó, các bác vào việc cái alo em nhé. Tình trạng là bình đã qua sử dụng có chảy xước này, các bác về làm lại cho nó đẹp nhé. Có thể là xoa đánh kỹ hơn nhé. Cái này thì em mới chỉ có lấy rẻ lau ướt em lau qua thôi. Đó, bác nào cần thì alo em nhé. Giá tiền thì em chưa đặt đâu. Đó, nó nặng 50 kg. Đó, riêng cái bình này nặng 50 kg nhé các bác. Tiếp theo thì em giới thiệu đến cho các bác cái hai cái sản phẩm cuối cùng này. Đó, con trà nhắm băng này giá 1,2 triệu này. Hôm em không test nữa nhé, tại vì quên em không bỏ dây điện ra đây. Và cái con bơm này thì em có cái tiện thấy cái dây điện này em test cho các bác luôn này. Đó, con này nó chạy điện 110 nhé các bác. Đây cho các bác xem này, chạy điện 110, nó đến từ cái thương hiệu Iwaki của Nhật Bản này. Đó, chạy điện 100V nhé các bác, điện 2 pha 100V, tần số 50Hz này. Đó, công suất của nó là 65W này, thậm chí lên đến 90 hoặc 130W này. Em không hiểu người ta ghi thế là gì. Bây giờ dung tích của nó này, mắc tối đa là 45 cho đến 52 lít một phút này. Và mắc độ cao này là 4,6 m. Đó, tốc độ vòng quay của nó là 2.700 đến 3.100 vòng phút này. Đó, sản xuất tại Tokyo, Nhật Bản này. Đó, bây giờ em sẽ test cho các bác nhé. Cái này nó chạy điện 100 nhá. Xin lưu ý các bác là nó chạy điện 100 nhá. Con này thì nó chạy tương đối êm nhá các bác. Nó, cái này nó thích hợp, rất thích hợp với các bác bơm hóa chất. Đây này, em cắm điện là nó chạy này. Đó, nó chạy rồi nhá. Nó chạy rồi nhá các bác. Đấy, nó chạy rồi nhá các bác. Nó chạy rất là êm. Đó, có nhìn thấy, có nghe tiếng không? Nó chỉ cười hơi o một tí thôi nhá các bác. Đó, chạy. Nó chạy rất êm. Bây giờ em đo kích thước cho các bác này. Đó, nó dài 22 cm, đến cái bầu bơm này thôi nhá các bác. Đường kính của nó đây. Đó, gần 10 cm, 9,5 cm. Đó, giá em bán là 650k một con này nhé, hàng của Nhật, rất là xịn sò. Đó, đó là cái sản phẩm cuối cùng em mới giới thiệu đến cho các bác rồi. À, vẫn còn nha các bác. Đây này, cái em còn cái tủ điện này. Đó, 350k này, kích thước em ghi đây rồi nhé các bác. Đó, em sẽ lôi ra đây một chút. Đó, kích thước em ghi đây rồi, 350k. Bên trong này thì nó có 3 cái công tắc này. À, hỏng mất một cái này nhé, còn hai cái thôi. Công tắc nhấn nhả hẳn hoi nhé các bác. Và một con công tắc khẩn cấp này, vẫn dùng bình thường. Hả? Đó, và mà cái con này thì không biết nó đã điều chỉnh cái gì. Đó, em bán có 350k thôi. Đó, giá 350k, kích thước em ghi đây. Cái thùng này thì nó hơi mỏng nhé, nhưng mà đổi lại là được một cái công tắc này, hai công tắc này và một cái màn hình này, thì không biết sống hay chết này. Đó, cái kiểu như điều tốc motor đó. Em nghĩ chắc là cái này là điều tốc motor. Và cái sản phẩm cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác là cái tấm này nhé. Cái tấm này thì em không biết nó là cái tấm gì, em mới lấy thử về xem các bác nào có vào được việc không nhé. Nó bằng cái vật liệu gì ấy, để em giới thiệu em kích thước thì em ghi, em mới kêu ghi kích thước đây nhé, em chưa để giá. Đó, một tấm là 70x50 này, một tấm là 70x57 này. Đó, dày toàn dày 5 ly thôi. Đó, bây giờ em sẽ bẻ một góc ra cho các bác xem nhé. Nó lại vừa cứng vừa hơi mềm mềm một chút và nó giòn giòn. Bây giờ em sẽ đốt cho các bác nhé. Nó rất là nhẹ, cầm thì nó nhẹ lắm. Cái tấm này nó nặng hơn 1 cân này không? Đó, một cái tấm này nhé, vật liệu siêu nhẹ. Một cái tấm này kích thước 70-50 này, nó nặng có 1 cân, hơn 1 cân một chút thôi nhé. Đĩa đâu, đặt cái đĩa đấy. Đó, cái tấm này nó nặng khoảng độ 9 lạng thôi nha các bác. Đây,
một cái tấm kích thước như này nó nằm nhìn chín lạ đó. Em nghĩ các bác sẽ ứng dụng vào cái việc là làm vật liệu cách nhiệt cách điện rất là tốt này đó. Bây giờ em sẽ đốt thử cho các bác nhé, em sẽ quay cái cam ra đây tại vì cái chỗ này nó đang hơi có gió. Đó, em đốt bằng một cái bật lửa, cái ngọn lửa rất là to nhé. Đó, em đốt lại này, thì tắt cho anh cái đi. Hay là lấy cái gì che cho anh cái đi. Lấy cái gì che cho anh cái đi. Lấy cái bìa bìa che. Đó, để em đốt cho các bác nhé. Em che tạm mà. Đó, nó rất là khét nha các bạn, khi nó cháy nó rất là khét, nhưng mà nó không cháy được nha, em đốt như thế này mà nó không cháy nhá. Đó. Không cháy nổi nhá các bác. Đấy, em cứ bỏ ra là nó tắt. Thì cứ mồi như thế này vào thì là nó có thể nó hơi bám lửa một tí thôi. Nhưng mà cứ bỏ ra nó tắt mà nó cứ sun sun vào như này này, bây giờ sờ vào nó rất là mềm cái chỗ góc này. Đó. Em đợi nó nguội nguội em bấu bấu ra một tí cho các bác nhé. Đó. Nó không cháy nổi nhá. Không cháy được. Đó, và nó cứ mềm như này. Bởi vì cái vật liệu này em nghĩ là nó hơi xốp xốp này. Đó, các bác nhìn kỹ chưa, là nó hơi xốp xốp nhá. Bởi vì em diễn tả thì nó không biết nó có đúng hay không. Và cái này giá cũng rất là tốt nhá các bác. Các bác nào vào việc alo em. Đó. Bề mặt của nó đây. Bấm là nó sẽ lún nha các bác. Bấm lấy móng tay bấm này, em lấy móng tay em bấm thì nó sẽ lún nhá. Đó, nó sẽ tạo vết. Đó. Nhẹ mềm. Đó. Bây giờ em thử uốn thử nhá các bác. Uốn thử xem nó có gãy không nhá. Đó, em uốn cong như này nhá các bác. Uốn cong như này nó chưa gãy này. Đó. Cong như này là chưa gãy. Chứng tỏ là nó cũng chịu được độ uốn dẻo rất là tốt nhé các bác. Đó, các bác nếu mà bác nào vào việc alo em này, nó cái này em nghĩ là dùng cái vật liệu này để cách điện cách nhiệt thì tương đối tốt. Thi công thì cực dễ nhá. Em nghĩ dùng cái kéo cắt cái là được. Hoặc lấy con dao chổ như các bác rạch cho các bác bẻ là được. Đó là cái sản phẩm cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác rồi. Và video của em hôm nay đến đây là hết rồi. Thì các bác mua hàng thì liên hệ với em qua cái số Zalo em để trên này nhé. Đó, Zalo em để trên này. Và cuối cùng thì em chúc các bác xem video vui vẻ. Và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Thân ái chào tạm biệt các bác.